Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài tập này nhé. Chúng ta sẽ làm một cái bài tổng hợp như thế này. Để cho các link đưa lên cái bài đã nhé. Một cái bài mà liên quan đến clone. Nhưng mà nó cái bài này mà rất nhiều bạn thích làm cái bài như thế này. Đây nhá. Cái chương trình này có tên là chương trình là một cái trò chơi là diệt virus corona nhé. Cái này các bạn thích, các bạn làm được nhiều, chúng ta sẽ làm cái bài này. Thì chúng ta có nhân vật là gì, làm là một cái người mà chúng ta bất kỳ đứng giữa màn hình, cái người này là coi như đóng vai trò là người bác sĩ đúng không? Còn cái que ở đây là cái que, đây chỉ là cái que là để bắn cái hạt cái vaccine ra thôi. Còn virus ở đây, virus là một cái nhân vật mà có hình con virus và nó sẽ hiển thị ngẫu nhiên ở bốn cạnh ra và nó di chuyển ngẫu nhiên ở trong màn hình này. Và khi di chuyển nó càng ngày nó càng to lên. Nếu mà con virus này mà chạm phải cái người này thì là thua. Thế này có nhiệm vụ như sau là phải bắn bắn những cái phải bắn các cái vaccine là các cái hạt nhỏ bắn vào con virus này. Đấy, thì Thầy khi khi bắn trúng con virus này thì là virus này lại bị chết. Được chưa? Và như vậy ơi. khi Thầy ơi, như vậy bắn vaccine ra có đi được không ạ? bắn bằng cái hạt nhỏ tùy ý, chúng ta chọn bất kỳ một nhân vật nào làm là đóng vai trò là cái Có đi hạt được không thầy? là hạt bi, đúng rồi. Thì cách là làm như sau này: chúng ta nháy chuột ở đâu thì bác sĩ này sẽ quay hướng về về con trỏ, về hướng con trỏ chuột ở đó đấy. Chúng ta dùng chuột để chúng ta điều khiển cái xoay hướng của nhân vật này. Nhân vật này là luôn đứng ở giữa màn hình nhá, và bấm bấm space thì bắn vaccine ra. Khi bắn vaccine ra thì nó đi thẳng từ cái từ vị trí này, nó đi thẳng theo cái thanh này và đi thẳng tới cạnh, gặp cạnh thì nó mất đi. Mà nếu nó chạm phải cái vaccine mà chạm phải một cái con virus này cũng sẽ mất đi. Được rồi, như vậy cái bài này chúng ta là phải có hai nhân vật đóng vai trò là chúng ta dùng clone. Một là nhân vật làm virus này là phải dùng clone để ta mô tả, và hai là nhân vật là cái virus, là cái vaccine ấy, là cái hạt hồng viên vaccine ấy cũng là dùng clone. Nhưng mà này là bài tương đối khó nhá. Bây giờ chúng ta, bây giờ các bạn có thể lên mạng, các bạn tùy, nhưng mà các bạn có thể lên mạng, lên lên trên mạng internet để tìm hai hình ảnh, một hình ảnh cái bác sĩ này, hai là hình ảnh cái con virus. Chúng ta có thể lên hình khác cũng được, miễn là nó đã giống nhá. Rồi thì bây giờ thầy đã có sẵn trong máy tính của thầy hai nhân vật đó rồi, bây giờ thầy cho các bạn xem. Đây, đây là nhân vật gọi đóng vai trò là bác sĩ đây. Còn đây là nhân vật đóng vai trò là virus. Thì lên mạng thì đào thì tải về rồi, thì các bạn lên mạng các bạn tải về cho mình nhé. Và dùng hai cái này để mà làm nhân vật của chương trình. Rồi Thế thì mà bị thầy là thầy gửi luôn hai hình đó chứ? gì cơ Thầy gửi luôn hai hình đó gửi đâu bây giờ? ấy. Thầy thầy gửi lên một chat ạ. Gửi lên chat đấy à? Chat ở đâu nhỉ? Thầy vào tin xong rồi thầy vào chat ạ. Chat có nghĩa là cái phần nó có hai cần lấy hình ảnh trên Google ra đúng không thầy? Ở chỗ này nhá. Ở đây à, vâng ạ. có gửi được không? Thầy vào Không Spec ạ. Olympiad ạ. Vào Spec Olympiad ạ. Đâu chỗ nào nhỉ? Bên đầu tiên ạ, đầu tiên ạ. Đây à? Quen rồi, thầy gửi ở đấy ạ. À đây rồi. Thầy Vâng, gửi ở đấy ạ. Upload. Rồi thì tìm nhé. Đây, hai hình này nhá. Đấy nhá. Đó. Các bạn có thể tải về, hoặc các bạn có thể lên mạng mà tải về hình khác cũng được, không cần đúng hình này. Nhá, nhưng có thể, nhưng mà đây thầy tìm sẵn rồi thì chúng ta có thể dùng thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào màn hình chúng ta là chúng ta xóa đi, chúng ta đưa vào chúng ta là bốn cái nhân vật đó nhé. Chúng ta chỉnh trang lại cho nó đẹp và chúng ta sẽ bắt đầu lập trình cho cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ
Đầu tiên là chúng ta chọn nhân vật là người này này. Đó. Chúng ta cho nó bé đi nhé, bìa cái người này đây, chúng ta cho nó bé thôi, tôi tìm nhưng mà thứ hai lấy luôn nhé. Nhân vật thứ hai là virus này. Chúng ta cho nó bé lại. Ở người này hơi to quá, xong xong. Nhân vật thứ ba là quả bóng. Quả bóng này sẽ đóng đóng vai trò là con virus đây, là cái vaccine nó sẽ bắn ra này. Và nhân vật thứ tư là chúng ta chọn cái thanh này. Thanh này chỉ đóng đóng vai trò cho nó vui thôi. Đây. Nhá, đây. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó cái thanh này, cái con virus là chúng ta làm cho nó trong suốt đây này. Chúng ta vào con virus đây nhá. Đây này. Cái người này chúng ta ký hiệu nó là bác sĩ này, bác sĩ này. Bác sĩ nhá. Tên là con nhân vật này thì là tên là virus này. Ủa thầy. Virus này. Thầy không ra nữa lái được cái con bác sĩ nữa thầy. Gì cơ? Làm ra nữa lái được cái con bác sĩ nữa thầy. Đấy, chúng ta lên mạng chúng ta tải về tìm bất kỳ cái hình ảnh khác cũng được mà không cần thấy ảnh này đâu, ảnh nào cũng được. Miễn là có một người nhìn thôi. Không quan trọng lắm nhưng chúng ta có thể lấy ảnh khác cũng được. Rồi. Điều con virus này chúng ta sẽ cho nó này, chỗ này nó hơi bị mờ, xung quanh nó hơi bị mờ mà chúng ta cho nó trong suốt nhé. Chúng ta chọn cái chức năng này này, fill này. Và chúng ta vào đây chúng ta bấm đây chúng ta chọn cái chỗ này này. Là chế độ trong suốt, bấm lên nó trong suốt này. Đấy. Như vậy này nó trong suốt rồi nhá. Bây đến lượt hình bác sĩ này. Cũng như vậy. Chúng ta sẽ bấm vào đây chúng ta chọn cho nó chọn để cho thành trong suốt. Đấy. Trong suốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại bắt đầu để chúng ta hình dung nhá. Bây giờ cái người này này, chúng ta sẽ đặt chế độ cho nó nhỏ lại này. Chúng ta vào cái chỗ này chúng ta chọn cho đầu tiên là kia bác sĩ nhé. Tất cả chúng ta chặt chế độ cho nó bé lại cho nó đẹp thôi. Cái người này cho nó đặt chế độ là ví dụ như là 60%. Đấy, thế là được. 50% thì cho nó đẹp. Là tùy 50% đi. Rồi. Mà chúng ta sẽ điều khiển con này này. Còn virus này chúng ta cho nó bé hẳn lại nhé. Virus này chúng ta cho bé hẳn lại để sau này chúng ta sẽ cho nó xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện và nó sẽ to dần, to dần, to dần. Rồi, chúng ta sẽ điều khiển cho nó đây. Đặt bé tí lại nhé. Ví dụ như là 20%. Đấy. 200 vừa rồi. Nó sẽ từ trên này xuống này, trên này sang này. Ở dưới này lên này, bên phải sang này, nó xuất hiện và nó sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, di chuyển chậm thôi. Mà nếu nó va phải người này thì là thua. Người này sẽ phải điều khiển con này luôn, để cái này luôn nó cắm vào miệng ở chỗ này. Đấy, được chưa? À, chúng ta phải điều khiển tâm là chỗ này nhá. Đây này, chúng ta bấm vào đây này, chúng ta chọn tâm này. Tâm nó phải vào đây này. Chúng ta kiểm tra xem có đúng đúng không nhá. Bây giờ chúng ta... Thầy ơi! Bây giờ chúng ta sẽ chọn sang là vector này và chúng ta sẽ điều khiển cho nó này. Chúng ta điều khiển cho nó tân vào đây nhé. Đấy, tâm nó vào đây nhé này. Đấy, tân vào đúng chỗ nào cho nó đẹp. Rồi. Cái này tâm nó xem cái này nó ở đâu, những cái tâm này nó ở đâu. Tâm nó ở đâu nhỉ? Tâm chính giữa đây đúng không? Tâm nó ở đây đi. Đó, tâm góc này này. Để cho cái này nó sẽ bấm vào đây. Nó để như thế này. Đấy. Được rồi, như vậy chúng ta làm xong tất cả thủ tục rồi. À cái con này. Còn cái virus này thì chúng ta sẽ làm cho nó chính là vaccine đấy, chúng ta sẽ cho nó bé tí lại nhá. Viên đạn phải bé thôi. Viên đạn đây nhé. Viên đạn đặt cho nó bé lại này. Đây. Viên đạn đặt cho nó nhỏ lại, ví dụ như là 30% này. Rồi. Đây là viên đạn nhớ, bắn ra từ đây này. Đấy. Ơi. 20% này. Em thấy
em thấy mấy con kia rồi nhưng mà nó vẫn hiện ra màu trắng này. Đây thì mình ta phải dùng tô màu, dùng cái lệnh chúng ta chuyển sang chúng ta bấm vào, chúng ta để chế độ là gì là bitmap, xong chúng ta bấm dùng cái này này, chúng ta phi này. Bấm vào đây nhá. Và bấm vào đây chọn cái hình cái này, đây là màu trong suốt. Đấy, xong bấm đây để tô màu thôi. Nó sẽ được nhá. Rồi. Để các bạn chuyển hết đi xong. Xong chúng ta sẽ bắt đầu lập trình từ nhân vật một. Đầu tiên chúng ta lập trình cho cái bác sĩ trước. Bác sĩ ta nhanh nhanh, bác sĩ sẽ gì? Bác sĩ sẽ xoay bốn phương tám hướng thoải mái bằng cách chúng ta nháy chuột thì nó xoay. Nhá. Và cái thanh này luôn dính vào miệng của bác sĩ thì bác sĩ bắn ra. Đó. Để chúng ta lập trình cho bác sĩ trước nhé. Bác sĩ đây. Rồi. Bác sĩ nhá. Đây. Thế bây giờ mà em vẫn chưa được cái rồi. Sao? Vẫn không làm được. Không làm được cái gì? Kiểu là cái thôi. Có gì không làm được, dễ dàng mà. Thầy ơi, nghe con không thầy? Thầy ở chỗ mình đánh con lên, mình đang có trọng người ngoài thành phố Hồng Trung. Nó làm thế nào? Làm thế đúng của thầy thế nào? Rồi chúng ta sẽ làm tiếp, rồi bây giờ con lên, các bạn có thể lên mạng tìm hình ảnh khác cũng được, hình ảnh con virus khác cũng được. Được chưa? Em chia sẻ cho thầy đúng không ạ? Gì cơ? Em chia sẻ cho thầy đúng không ạ? Được, em thầy đã chia sẻ đến đây còn gì nữa? Đây này, thầy đưa lên rồi này. Hoặc là bây thầy đưa lên như này nhé, thầy đưa lên cái trang Facebook nhé. Đưa lên được không nhỉ? Thầy vào trang Facebook nè. Thầy đưa lên cho các bạn xem nhé, thầy có đưa được không? Thầy không biết có đưa lên được không, chưa thử bao giờ. Đây. Photo này. Photo nhá. Thì để cho các bạn xem nhá. Đây. Đấy, icon. Hình ảnh. Nhá. Bài 4 nhá. Các bạn lên, các bạn lên cái trang này mà tải về đây này. Đấy. Đây là hai hình ảnh. Ứng với cái hai nhân vật này nhá. Đây thầy để đây rồi. Đầu tiên là bác sĩ này, hai là virus này, ba là quả bóng này, quả bóng chính là vaccine. Thầy đổi lại thành cái này là vaccine. Vaccine, được chưa? Rồi. Còn cái thanh này mà thanh magic thì để nguyên thôi. Cái này để đẹp thôi, chả để gì, không cần nó cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho từng con một. Lập trình cho bác sĩ trước này, cho thanh magic này. Là thứ hai này. Sau đó chúng ta lập trình cho con virus này, còn là khó này. Và cuối cùng khó nhất là lập trình cho cái vaccine bắn ra. Đấy, chúng ta lập trình cho từng nhân vật một. Thì đối với con virus và vaccine chúng ta phải dùng chế độ dùng các cái lệnh liên quan đến phân thân clone, còn nó khó hơn. Còn bác sĩ và magic thì dễ rồi nhá. Rồi bây giờ thầy lập trình cho bác sĩ trước này. Đã. Thì mỗi khi mà chúng ta mà nháy chuột lên màn hình thì bác sĩ này sẽ xoay hướng về con tỏa chuột rất là dễ dàng. Đây là lập trình trước nhé. Chúng ta vào cái lệnh là lập là forever này nè. Đấy, và liên tục như vậy. Thì nếu mà người dùng mà nháy chuột, chúng ta vào sensing, chúng ta chọn cái lệnh này. Đây, nếu mà mouse down, nếu người dùng mà nháy chuột,
Lên màn hình. Gì? Thế Ơi. Làm đi. Giờ con lấy cái ảnh đã. Ừ, thôi được, con được lấy ảnh đi nhá. Bố con mới gửi. Thầy chờ một lúc nhá. Cho con lấy ảnh và làm đi vậy cha. Thầy chờ đưa có con 10 phút nhá. Xong là các bạn làm vào làm tiếp. Thầy cho em cho bác sĩ tránh nhầm phương pháp luôn. Gì cơ? Cô có xem cái gì? Em cho bác sĩ tránh nhầm phương pháp được không? Bác sĩ đây nhé. Đây là virus thì như này chưa đang lập trình gì đâu, virus thì chưa lập trình gì cả, vấn đề đây này vẫn như này thôi, còn đây là vaccine chưa lập trình gì cả, để này thôi, chưa gì hết nhé. Mỗi lập trình có mỗi là bác sĩ thôi, bác sĩ dễ là thì lập trình trước được chưa. Xong chưa? Thầy ơi, cho cháu xem cái. Thầy ơi. Thầy. Cái bài của em thì em lưu xong nó lại mất nè. Cái gì mất? Không lưu được. Sao lại mất nào? Em đã lưu vào trong máy tính rồi xong. Khi em lấy nhân vật thì lại không được. Thế biệt tạo 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 mới đi, bây giờ là làm từ đầu đi. Thầy ơi, cho cháu xem cái gì của cái gì cái gì cơ mẹ chết à?
Cái gì? Mấy gì là con đơn, đơn lập trình gì đâu? Chưa có gì cả. Để nguyên như vậy thôi. Thầy ơi, thầy cái con virus bao nhiêu phần trăm đấy thầy? Tuy mình nhưng mà thật sự nhỏ nhỏ đấy mà 20 hoặc 10 cũng được. Con để là 10 hay 20 cũng được. Không quan trọng, cái này tùy công an nhé. Ví dụ để 15 chẳng hạn, mình do mình quyết định mà. Đấy, cái này cũng được. 15% là 20 cũng được, 30 cũng được. Cái này là do mình nghĩ ra mà, mình sáng tạo ra mà, mình là người thiết kế phần mềm mà. Được chưa? Thầy ơi, mình cho con xem bác sĩ ạ. Bác sĩ con chưa làm xong. Bác sĩ cũng chưa làm gì cả, nó làm gì đâu. Chưa làm gì hết nha. À đây bác sĩ thì chúng ta vừa bị bác sĩ nhé, chúng ta lập trình bác sĩ nhé. Thì ban đầu bác sĩ sẽ nằm, sẽ phải nằm ở giữa màn hình. Chúng ta quên mất, chúng ta đưa thêm này này, chúng ta đưa thêm mệnh này nữa thì đúng này, nằm cái lệnh này là go to 00 để cho bác sĩ nằm ở giữa màn hình đã. Đấy, chúng ta đưa đây nhá. Đấy. Như vậy là bác sĩ này, đầu tiên là go to 00 là nằm giữa màn hình. Cho size nó bé thì khoảng 5% thôi, cho nó đẹp tùy mình, chúng ta có thể để 50 cũng được, 40 cũng được, 30 cũng được, 60 cũng được nhá. Sau đó chúng ta lập trình như sau. Thì một lập trình gì? Thì là khi nháy chuột lên màn hình ấy, thì người này sẽ quay mặt về hướng của trỏ chuột. Do đó chúng ta phải là có cái vòng lặp forever như thế này. Và ở bên trong chúng ta cho cái lệnh if. Đó, tức là nếu đây. Đây là nếu gì đây này? Nếu mà nháy chuột này, đó, đây là lệnh là nếu mà nháy chuột nhé. Thì nhân vật bác sĩ sẽ quay mặt về hướng con trỏ chuột. Chúng ta dùng lệnh gì? Dùng lệnh là point towards mouse pointer. Thế thôi. Đưa vào đây. Nó tự sẽ làm được. Vì thầy thử nháy chuột nhá. Đây này. Đấy, xoay này, tự xoay nhé. Tự xoay thấy không nào? Chúng ta nháy chuột là nó tự xoay. Đó. Đấy, được chưa? Đó là cái phần lập trình đầu tiên cho cái bác sĩ thì dễ rồi nhá. Bây giờ chúng ta lập trình cho con magic như này. Bảo đảm magic thì nó luôn nằm ở đầu, nằm ở cái vị trí của nó, luôn nằm ở cái vị trí là tâm của cái anh này, của bác sĩ, và luôn xoay cùng hướng với bác sĩ, cùng hướng nhá. Đó, thì ta làm như sau. Đây là bác sĩ này, đây là magic này. Chúng ta lập trình cho magic như này, chúng ta vào đây và chúng ta lập trình cho magic nhé, là nó luôn đặt tại tâm của bác sĩ và luôn xoay cùng hướng với bác sĩ. Thì làm như sau, chúng ta đưa vào cái lệnh là forever như thế này đó, và làm như sau, nó luôn như sau. Đây, cái người này luôn gì, chúng ta luôn là nó luôn là đây, luôn là go to nằm vị trí của bác sĩ, đây luôn go to bác sĩ nhé. Và lệnh thứ hai là nó luôn xoay về hướng đây này, quanh về hướng nào, quanh về cái hướng của bác sĩ. Bây giờ muốn nhìn thấy hướng bác sĩ thì làm thế nào? Chúng ta vào lệnh này, chúng ta vào sensing và chúng ta sẽ tìm được hướng của bác sĩ. Đây, đây này khó hơn này. Đây, chúng ta chọn bác sĩ ở đây này, bác sĩ nhé. Và đây chúng ta chọn là hướng direction. Thì đây là cái hàm này luôn chỉ có hướng của bác sĩ. Chúng ta đưa vào đây. Đấy. Thì như vậy là cái người này luôn xoay về hướng của bác sĩ. Cái thanh như này. Đấy. Chỗ này lấy khó hơn chút, chỗ này phải dùng cảm biến nhé. Lệnh là point towards, tức là quay về hướng nào. Thì quay về hướng gì? Chúng ta chọn là hướng của bác sĩ. Thế nên đây là cái hàm cảm biến, cái hàm ở trong cái nhóm cảm biến. Chúng ta đưa vào đây. Đấy. Chúng ta đưa vào đây. Đấy. Biết được rồi. Bên luôn luôn hướng cái này, chúng ta xoay này. Không thấy à? Forever.
direction. À, xem nó sao như nào nhé. Point. Go to. Direction của bác sĩ, đúng rồi. Chính xác, sai sai gì? Ơ, sao nó không thấy gì nhỉ? Nó phải xoay nhỉ? Thì kiểm tra sẽ xài đâu nhé. Point to what? Thì kiểm tra làm chút. Go to. À đây, nhầm. Point in direction cơ. Thầy nhầm, không phải point to what nhé. Đây là thầy nhầm lệnh này. Phải là point to direction mới đúng nhé. Point in direction mới đúng, thầy nhầm. Đấy. Biết đúng rồi đấy. Đây này, luôn xoay này. Chúng ta bấm chuột thì cái này nó xoay xoay và nó luôn cái thanh nó luôn xoay, về chúng ta dùng mệnh là point in direction nhé, không phải là point towards nữa mà point in direction. Rồi vậy là lập trình xong cho bác sĩ rồi, cho ấy rồi, cho thanh magic rồi. Bây giờ chúng ta lập trình cho virus và cho vaccine. Hàng này khó hơn nhiều nhá, khó hơn nhiều. Bây giờ chúng ta lập trình cho virus trước. Thì virus là sao? Virus là chúng ta phải gì? Chúng ta phải tạo ra các clone và nó liên tục xuất hiện ở trong màn hình, liên tục xuất hiện và nó xuất hiện ngẫu nhiên từ phía trên, từ bên trái, từ bên phải, từ dưới, và nó đi di chuyển chậm chậm, di chuyển chậm chậm, di chuyển chậm chậm, được chưa? Và nếu mà va, chúng ta phải lập trình là nếu mà va phải cái người này thì là thức thua luôn. Đây, mình sẽ lập trình cho con virus này. Thì con virus là gì? Con virus là chúng ta cần lập trình là điều khiển cái clone. Do đó chúng ta phải chú ý. Thì nhân vật mẹ bao giờ cũng ẩn đi. Chúng ta chỉ điều khiển các clone thôi. Cho nên ở đây này, chúng ta sẽ lập trình cho nhân vật mẹ bắt đầu vào lúc và ta ẩn đi. Chỉ có các clone mới hiện ra thôi, còn nhân vật gốc bây giờ cũng ẩn đi nhé. Đó là một tâm quan chú ý cái quan trọng của chỗ này nhé. Và tiếp theo chúng ta tạo một cái biến riêng, biến ID riêng bao giờ với clone, cần phải chúng ta vào tạo biến đấy nhé. Chúng ta tạo biến cho con virus này. Chúng ta tạo một biến nhớ có tên là ID. Đấy. Cái này là cái mà chúng ta phải chọn như sau. Chọn là gì? Là riêng nhé, biến nhớ riêng nhé. Đấy, chúng ta chọn biến nhớ riêng, biến nhớ cái biến riêng của virus, không phải là biến chung. Không phải chọn bên này nhé, mà chọn bên này. Đấy, rất quan trọng. Bấm vào đây. Đó. Thì cái biến ID của nghĩa xong nghĩa là như này nhé, là ID bằng 0 thì là nhân vật gốc. Còn ID mà bằng 1 thì là nhân vật là clone. Do đó chúng ta ở đây chúng ta phải đặt là set ID bằng 0. Thì đây là cái lệnh để mà cái nhóm lệnh này là cái lệnh gì? Là cái nhóm lệnh mà đặt ID bằng 0 cho nhân vật gốc. Đây, cái nhân vật gốc là cái đây là con này này. Và sau đó ẩn đi. Nhân vật gốc là ẩn đi. Đấy, các bạn chỗ này là chỗ hơi khó nhé. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lập trình cho cái nhé. Lập trình này. Lập trình cho cái nó sẽ liên tục xuất hiện nhé. Đây thì ta làm như sau này, ẩn đi rồi, và sau đó chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ vào một lệnh khác ở đây nhé. Đây này. Chúng ta để cho nó, vì chúng ta để cho nó hiện xong cái này này, thì nó bắt đầu nó sang đây nhé. Đây, xong cái này thì làm như sau này. Lệnh này là lệnh này sẽ áp dụng cho nhân vật gốc thôi. Nhân vật gốc sẽ gì? Nhân vật gốc sẽ tạo ra các clone. Và clone này sẽ hiển thị ngẫu nhiên từ trên xuống, từ bên trái sang, từ bên phải sang và từ dưới lên. Đó nhé. Thì cái này là như sau này. Chúng ta sẽ vào cho lệnh vào đây này. Chúng ta sẽ cho cái lệnh để nó chỉ làm việc với như một góc thôi. Chứ là như thế này. Chúng ta vào, chúng ta chọn cái này. Nếu, đây. Nếu mà ID bằng 0 thì mới thực hiện, còn không thì thôi. ID bằng 0. Lệnh này thì bảo đảm thì là chúng ta chỉ làm việc với nhân vật gốc thôi nhé. Và đây rồi, họ đã bắt đầu này. Thì làm như sau này. Cứ sau khoảng 2 giây đi.
Thế là chúng ta cứ sau khoảng 2 giây hay là 1 giây. Sau khoảng 1 giây đi nhé. Sau 1 giây thì nó lại tạo ra một clone mới. Được chưa? Đấy. Thì nó tạo ra một clone mới là như sau nhé. Đây. Thì nó cứ sau ấy nó là tạo ra một clone mới. Ta làm thì nó cứ tạo ra dùng lệnh này. Lệnh này chứ. Tạo clone mới. Đấy. Được chưa? Bây giờ để cho nó rồi. Ủa thầy ơi, thầy ơi ai đi là biết đi hay biết trông thầy? gì cơ Ai đi là biết đi hay biết trông thầy? biến riêng biến riêng ở đây chúng tôi phải sửa lại tí nhé. Đây không phải là đây là chờ một phút mà nó phải liên tục chứ, nó sẽ làm và đưa vào đây. Chúng ta đưa vào cái lệnh là forever đấy, chúng ta đưa vào đây nhé. Tại nó liên tục tạo ra chứ không phải tạo một lần, nó tạo liên tục các cái clone. Cứ sau một giây là tạo một làm một con, cứ sau một giây là tạo một cái clone. Như vậy là cái chúng ta đưa vào vòng lặp và liên tục nhé. Đó. Thì khi mà tạo clone rồi thì chúng ta mới lập trình điều khiển cho nó là xuất hiện ở đâu và như thế nào. Đây, chúng ta sẽ để ở đây và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lập trình để điều khiển các clone. À đây, ta làm thêm cái lệnh đã quên mất ở chỗ này này. Ta phải làm thêm lệnh nữa là gì? Thầy ơi. Ơi. Thầy cho lại chỗ bác sĩ đi ạ. Bác sĩ đây. Bác sĩ đây. Chưa? Thầy đã quay lại cái này nhé. Chỗ này thì quên, thì không đặt vật quên mất là gì? Là để đặt cho các cái mà để đặt cái kia để phân biệt giữa 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 clone và nhân vật gốc thì như sau này. Nhân vật gốc thì ID bằng 0, còn clone ID bằng 1. Chưa thể phải làm như sau. Thì có bệnh nữa ở đây đúng này là set ID bằng 1. Đó, bằng 1 nhé, để ở đây này. Để ở đây này. Đó. Để ở đây để bảo đảm rằng gì là khi mà nó tạo ra clone thì clone này nó sẽ là ID bằng 1 ở đây. Đấy. Khi tạo clone nó sẽ có cái biến nhớ có cái thuộc tính là đi theo cái biến này, vì biến này là cái biến riêng, cái biến riêng của một nhân vật. Hai. Hai. Sí. Cho em cái này của bác sĩ. Bác sĩ đây. Được chưa? Chắc đi lại là có cái kỳ mấy chắc quay bên bọn người thêm cái đặc hướng mình kiếm người nữa không thôi ai làm sao ai hát ai cảm ơn thầy. Xong chưa? Đi săn lại con virus nhá. Đây này. Thì đây là cái đoạn lệnh mà nó sẽ điều khiển con virus mẹ này. Ẩn đi rồi. Đây virus mẹ là đặt bằng ID bằng 0 nhưng mà ẩn đi nhá. Và cứ sau đó thì là để là điều khiển virus mẹ này. Là như sau này, là cứ sau 1 giây thì nó sẽ đặt lại ID bằng 1 và tạo clone. Như vậy tất cả các clone là ứng với ID bằng 1. Còn nhân vật gốc là ID bằng bằng 0. Đấy, chúng ta chú ý chuyện này nhé. Chỗ này là chỗ khó đấy, hơi khó đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điều khiển clone của virus. Đây, chúng ta vào lệnh này điều khiển clone này. Đây này, đấy. Nếu clone thì như thế nào? Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ đặt là như này. Theo giả thiết nhiên là clone là sẽ xuất hiện ngẫu nhiên.
phía trên, từ phía trên bên trái, bên phải và dưới. Cho nên chúng ta vì là ngẫu nhiên chúng ta đặt một hàm số ngẫu nhiên như sau. Đây, chúng ta đặt cái biến ngẫu nhiên như thế này. Bây giờ thầy mình thầy đặt như sau nhé. Mình thầy tạo cái biến nhớ thì thầy đặt biến ngẫu nhiên này, thầy đặt là tạo một biến nhớ chung. Có tên ví dụ như là A chẳng hạn, không quan trọng. A nhé. Và ở đây thầy đặt A bằng đây. Thầy đặt A là một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 4. Được chưa? Và sau đó thầy làm như sau này. Thì đây là cái lệnh để điều khiển clone. Thì nếu A bằng 1 thì cái virus là xuyện ở trên. Nếu A bằng 2 xuyện ở bên trái. Nếu A bằng 3 xuyện ở bên phải. A bằng 4 xuyện ở dưới. Thì làm như sau. Thì thầy đặt cho nó xuất hiện ở các cái vị trí khác nhau nhé. Đây này. Thì bằng lệnh này if thì làm thêm 4 lệnh if liền. 1 lệnh if này, 2 lệnh if này, 3 lệnh if này và 4 lệnh if ứng với gì? Ứng với các cái biến nhớ A là 1 2 3 4 đây này. A này. Nhá. A đây này. A bằng 1 thì sao? Đấy thì đi ở đây nhá. Này A bằng 2 thì làm như thế nào? Các bạn nhìn thấy cách vào nhé. A bằng 2 này. Với A bằng 3 thì như thế nào? Và cuối cùng là A bằng 4 thì làm gì? Vậy là 4. Được chưa? Nhưng mà với A bằng 1 thì con virus này sẽ xuất hiện ở trên. Tức là gì? Muốn xuất hiện ở trên thì làm như thế nào? Thì làm như thế này. Đây, các bạn xem cách làm nhé. Là ta phải đặt cái Y. Muốn xuất hiện ở phía trên mà. Thì là set y bằng 180 là nó ở phía trên. Là phía trên. Đúng không? Còn bằng 2 là bên trái. Bên trái chúng ta lại là set x. Set x bằng trừ âm 240 là nó ở bên trái. Được chưa? Bằng 3 là ở bên phải là chúng ta là set x bằng 240 là bên phải. 240 x 20 là bên phải. Có A bằng 4 xuất ở dưới, tức là xét y bằng trừ 180. Như vậy chúng ta thấy nó xuất ngẫu nhiên là hoặc từ bên trái hoặc là từ bên phải, trái phải chỗ trên dưới. Đấy, nhưng mà đây là cái lệnh này là để bảo đảm rằng gì, là vì A nó là ngẫu nhiên mà pick random, cho nên là nếu mà A bằng 1 thì xét y bằng 180 nó xuất ở trên này, nó rơi xuống. A bằng 2 là x bằng trừ 240 xuyên từ bên phải sang, đây là trừ 240 ở đây mà. A bằng 3 là x bằng 240 xuyên từ bên phải sang. Còn A bằng 4 là y bằng trừ 180 xuyên từ dưới lên. Được chưa? Rồi, bây giờ nhé, khi mà nó xuyên rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cho nó hiện, biểu hiện này, ở đây bây giờ mới là ẩn nhé. Biểu cho hiện này. Rồi, và chúng ta cho nó xoay một hướng, cho nó xoay một hướng ngẫu nhiên và bắt đầu di chuyển chậm. Chúng ta vào lệnh này này, chúng ta cho nó point in direction là ngẫu nhiên nhé. Ngẫu nhiên dùng lệnh này, cho nó ngẫu nhiên từ 1 đến 360 đó. Và bắt đầu di chuyển chậm. Chúng ta cho nó chuyển chậm chậm. Đây, chúng ta vào cái lệnh forever ở đây và di chuyển với một vận tốc chậm chậm. Lệnh này move ví dụ như là 3 chẳng hạn, chậm chậm 3 và góc cạnh thì quay lại. Đây. Đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta được thế này đã, chúng ta làm thử xem nó có chuyện không nhé. Còn chỗ này ta chưa điều khiển là từ muốn điều khiển là khi con virus vừa đi lúc nó to dần lên. Thế ta thử nhé, chạy thử nó ra như thế này. Đấy, nó ra đấy, thấy là vẫn nhanh quá. Đấy, ra nhiều này các bạn. Rồi bây giờ ta cho nó chậm lại một tí, vẫn nhanh quá, để cho nó để số 1. Đấy, thế này vừa này. Đấy, chậm này là đẹp này.
nó sẽ đi về phía trước và cặp cạnh thì quay lại. À, bây giờ chúng ta sẽ điều khiển như sau này. Thầy lại A là biến riêng thì biến chung thấy. Biến A là biến chung. Còn biến ID là biến riêng. Rồi thế bây giờ thầy làm như sau này, thầy điều khiển cho nó nên là con virus này nó sẽ thỉnh thoảng nó to lên. Đấy, khó một chút nhá. Đây thầy điều khiển cho nó to lên này. Lặp lại lệnh này. Lặp lại lệnh này này. Đây này. Nhá. Và chúng ta sẽ to lên là chúng ta sẽ cho nó như sau này, chúng ta sẽ cho vòng mà nó sau 2 giây nữa to lên một tí để chúng ta vòng forever này. Đấy. Và sau đó là chờ trong 2 giây. Chờ trong 2 giây và cho to lên một tí, to lên này. Ta vào cái lệnh là change size by 2 chẳng hạn. Đó đủ to rồi. Bây giờ thử nhá. Chạy thử nào. Đấy, nó to lên rồi đấy. Thấy chưa? To dần lên rồi đấy. Đấy. Nó có to dần lên. Càng đi nó càng to dần đấy. Đấy, thấy chưa? Đầu tiên nó bé bé lại, xong nó có to dần đấy. Thấy không? Đấy, như vậy chỗ này ta chỉnh chỗ này một tí thôi là nó đẹp ngay. Đấy, nó càng to dần lên. Đấy, chính là con virus như thế nhé, rất là nguy hiểm. Con này càng về sau này nó càng to lên là rất là nguy hiểm. Thì chúng ta điều khiển như vậy nhé. Đấy, và nếu mà chúng ta sẽ mô tả sau cái chuyện là bác sĩ mà chạm phải con virus là chết luôn, ta mô tả sau, được chưa? Đấy, như vậy là như thế, là nhưng mà chúng ta vừa mô tả xong con thầy ơi, cho sao? Em xem cái kiểu là bắn đạn ấy. Đang lập trình đâu, chưa lập trình, ta chưa lập trình là bắn đạn. Bây giờ sắp sửa lập trình bắn đạn đây. Bây giờ chúng ta lập trình điều khiển con virus trước. Nó sẽ khi bắt đầu chơi thì nó sẽ xuất hiện dưới dạng là các clone, và nó sẽ di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, và nó sẽ xuất hiện hoặc ở trên, hoặc bên trái, hoặc bên phải, hoặc ở dưới, và nó cứ to dần. Đấy, đó là cách là sẽ lại kết quả nhất. Đây là phần lập trình của ta chúng ta này. Đấy. Chỗ này là tạo clone này. Đúng không? Còn chỗ này là điều khiển clone này nhé. Phải nảy. Gì cơ? Virus cần nhất thiết phải nảy tưởng. Cái kiểu ý em là virus cần chạm bác sĩ là coi như là kết thúc trò chơi rồi, không cần nảy tưởng. Không phải gì? Không phải đập tường à? Tùy chúng ta thôi mà, đập tường quay lại cho nó đẹp sao? Cái này là tùy thuộc vào kịch bản của chúng ta. Nhá, chúng ta thực cái bảng của thầy là gặp cạnh thì quay lại như này, gặp cạnh thì quay lại này, mà chuyển động chậm này, đấy. Chạy lại thử nhá, xem phần cơ bản nó được, chúng ta phải mô tả theo đúng kịch bản. Đấy, nó chạy chậm này, đấy. Và cái bác sĩ là phải bắn thật nhanh, không thì thua ngay, nên bắn không nhanh thì thua lập tức luôn nhé. Đấy, chúng ta lập trình cho viên đạn sau nhé. Còn bây giờ chúng ta lập trình cho con virus trước đi đã này. Đấy, nó càng ngày nó càng to dần ra. Và nó chạy rất là chậm. Chạy nhanh nữa là rất là khó bắn. Cái vaccine đi thầy. Bên vaccine đâu có gì đâu. Chưa lập trình. Bây giờ ta lập trình cho từng... Ý em là cái cây mà bác sĩ nặng đó thầy. Gì cơ? Cho em xem là cái cây mà bác sĩ nhận đó thầy. Bác sĩ đây này, cái cây mà bác sĩ nhận đó thầy. Cái men xích kìa. Đây thầy. Đây cái men xích đây này. Thấy cái men xích chưa? Cháu cùng hôm nay vào cái cổ. Đó. Các bạn thấy đây là mình phải điều khiển, mình phải làm cẩn thận cho nó phải đủ, nó phải đủ hình phong thức, thế nó phải đẹp một tí nhé thì nó mới hay. Mời chúng ta cho ta mô tả con virus là nó bắt đầu nó rất là bé, nó còn to dần lên như vậy để cho nó thật là hay đấy nhé. Rồi bây giờ thầy cùng các bạn chúng ta sẽ chuyển sang lập trình cho viên đạn, phần cái đó là phần khó nhất của buổi hôm nay nhé.
chúng ta bấm space thì đạn bắt đầu bắn ra, và bấm space liên tục thì sẽ bắn ra liên tục, và nếu mà viên đạn mà chạm phải thì con virus sẽ chết luôn, mất luôn. Đấy, như vậy nhiệm vụ của người chơi là bắn càng nhiều càng tốt con virus nhé. Còn chúng ta sẽ làm một cái chuyện sau, tính điểm sau. Rồi bây giờ thầy lập trình cho con vaccine này. Đây vaccine này nhé, bắt đầu là như thế này. Thì vaccine lập trình là viên đạn thì nó cũng là dùng clone, do đó nhân vật mẹ của nó vẫn phải là ẩn đi, và ta tạo cái biến nhớ riêng cho vaccine đây, tạo biến nhớ riêng cũng tên là ID, biến nhớ riêng nhá. Cứ khi nào mà các bạn thấy là có cái nhân vật mà là clone ấy thì bắt buộc phải tạo biến nhớ riêng để ta kiểm soát nó, đặt tên, mặc định sẽ làm biến nhớ riêng là ID, còn có thể nó có nhiều biến nhớ khác mà cái biến riêng ID là bắt buộc phải làm để ta điều khiển, để phân biệt là đâu là ID, để phân biệt là đâu là nhân vật mẹ, đâu là nhân vật clone. Vì nếu không nhầm lẫn giữa hai nhân vật này là rất nguy hiểm. Luôn phải lập trình riêng cho clone riêng và cho nhân vật gốc riêng. Nhưng mà nhân vật gốc sẽ ID sẽ bằng 0, còn nhân vật clone ID sẽ là có thể là một số lớn không nhá. Ở đây chúng ta đây là bài này cũng như bài này thì là nhân vật vaccine này thì nhân vật gốc ID sẽ bằng 0, nhân vật là clone ID sẽ bằng 1. Bấm vào đây nhá. Đó, rồi. Bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta set cái ID bằng 0. Vậy nhân vật mẹ sẽ bằng 0 nhé. Đó. Và chúng ta sẽ ẩn đi giống như vậy, giống như điều khiển vaccine. Chúng ta ẩn đi. Đó. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta lập trình này. Khi người dùng bấm space thì mới đầu bắt đầu sinh clone. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy chúng ta lập trình đây. Chúng ta vào events và tạo cái lệnh này when space key press, tức là khi người dùng bấm space này thì bắt đầu gì? Bắt đầu sinh clone, tức là bắt đầu biến cái vaccine thành viên đạn để bắn ra. Được chưa? Đây. Rồi chúng ta làm nhé, chúng ta bắt đầu khó đây. Khi mà bấm space thì lệnh này sẽ tác dụng lên cái nhân vật gốc. Chúng ta phải chọn như sau. Thế thì vào cái virus đi thầy. Đây. Cần xem lại à? Đây, cho bạn xem lại cẩn thận cái virus nhé, để làm cho đây. Đấy. Để đây để cho nó dễ nhìn nhé. Nào, bia bắt đầu đây. Cái lệnh bấm space này nó sẽ tác dụng để tạo clone. Như vậy nó tác dụng lên cái nhân vật gốc, nhân vật mẹ. Đấy, chứ chúng ta phải đặt một lệnh về đây. If đây này, if này. If ID bằng 0. Như vậy nó chỉ tác dụng lên nhân vật mẹ thôi, không tác dụng lên nhân vật gốc, nhân vật clone. Chúng ta rất chú ý như này, rất chúng ta không ý cái này là sai đấy nhé. Đấy. Như vậy nó chỉ tác động lên nhân vật là gốc thôi, là if ID bằng 0 thì tác dụng, còn ID mà nó không tác dụng lên các clone khác. Cái lệnh này space nó chỉ tác dụng lên nhân vật mẹ thôi. Như vậy là if ID bằng 0 tức là nhân vật là gốc thì ta sẽ thực hiện như sau. Đây. Ta làm như sau nhá. Vì nó xuất phát từ cái điểm gốc này, cái điểm gốc này là của cái nhân vật là gốc chúng ta, cho nên nhân vật này nó sẽ luôn là nó sẽ go to 00. Cho dễ hiểu nhé, 00 này. Rồi. Thậm chí chúng ta để này cũng được, là chúng ta cho nó go to bác sĩ cũng được. Bác sĩ tức là nó go to đến cái vị trí tâm của bác sĩ, tức là nhịp trí và đầu đỉnh này. Đấy. Đấy. Nhưng mà là nhân vật gốc sẽ chuyển về đây nhá. Sau đó là chúng ta xoay hướng. Chúng ta point in direction. Cho nó xoay hướng theo bác sĩ để nó bắn đúng ra cái đúng cái hướng đó. Đây chúng ta vào lệnh này. Chúng ta vào cái chỗ này. Vào sensing và chọn cái hàm cảm biến hàm này. Đây. Chúng ta vào chọn bác sĩ nhé và chọn hướng này. Direction này. Cho nó xoay này. Đấy. Như vậy là nó xoay vào đây. Đấy.
Như vậy là nhân vật mẹ mà khi mà chúng ta bấm space, tức là khi tạo ra một một clone ấy, thì nhân vật mẹ nó sẽ nhảy ngay vào bác sĩ và nó xoay hướng cùng bác sĩ và nó tạo clone. Đây, nó tạo clone. Đây tôi bảo lệnh này, tạo clone. Khi tạo clone thì chúng ta cho nó một cái âm thanh cho đẹp đẹp nhá, âm thanh cho nên là tiếng súng bắn ra đấy. Đây là gì? Bóp đi, bóp nhé. Chúng ta dùng cái lệnh bóp để chúng ta tạo cái sao là bóp, bắn ra là cứ bóp một cái, được không? Đấy. Rồi, thế đây là cái thôi, đây là cái đoạn mà để khi bấm space thì nó tạo ra một cái clone. Đây là lệnh này, đúng không nào? Là khi mà tạo xong rồi, à chưa xong nữa nhá, chỗ này hay khó một tí nhá, các bạn chú ý nhá. Chưa xong, chuyện đề này là vẫn là sai đấy nhá. Trước khi mà nó mà tạo clone thì chúng ta phải đặt lại, các bạn chú ý, đặt lại, chúng ta phải đặt cái ID bằng 1. Đấy, chúng ta chú ý rất quan trọng. Tức là cái clone đó nó phải có ID bằng 1. Đây, chúng ta đặt đây này. Đây, họ đây cũng được. Nhá. Khi tạo clone rồi thì phải đặt lại ID bằng 0. Đấy, chuyện này hơi khó, đỡ các bạn hơi khó hiểu đấy nhá. Đây này. Thì sao mà như này nhỉ? Vì cái lệnh nó chỉ áp dụng cho nhân vật mẹ thôi, thì nhân vật mẹ sẽ là cái người sinh ra clone. Mà trước khi sinh clone thì nó phải đặt ID bằng 1. Thì clone nó tạo ra nó sẽ có ID bằng 1. Khi tạo xong rồi thì phải đặt lại nó bằng 0. Nhân vật mẹ trở lại là về 0. Đấy, các bạn chú ý chỗ này là chỗ rất là khó này. Nhưng chúng ta mà làm sai chỗ này thì sẽ bị sai. Thì đây là cái lệnh để mà ta tạo ra các clone nhé. Và bây giờ tôi sẽ lập trình cho các chuyện là nếu clone phát ra thì như thế nào. Nó sẽ đi thẳng mà gặp cạnh thì mất luôn. Đây, chúng ta vào lệnh này. Đây, nếu như clone tạo ra là cái viên đạn đấy, thì nếu mà tạo clone rồi thì nó làm sao, nó sẽ gì, nó sẽ đi thẳng, nó sẽ hiện đây này. Bìa nó mới hiện, có chữ này vẫn là ẩn nhá, để nó mới show này. Đấy. Và nó đi thẳng, nó sẽ báo lệnh là forever và nó đi thật nhanh. Nó dùng cái lệnh là move phía trước là 10 bước, đi rất nhanh, đúng không? Ta để tốc độ nhanh nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình như sau này. Nếu mà nó mà gặp cạnh thì cũng là biến mất. Đây, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng là nếu gặp cạnh thì chúng ta vào cái lệnh này đây, chúng ta vào cái lệnh là dùng lệnh if ở đây. Nếu này ta vào sensing, nếu mà touching edge, đây, nếu mà gặp cạnh nhá, nếu mà gặp cạnh này, nếu viên đạn mà gặp cạnh thì tự động xóa. Ta vào cái lệnh này cho nó tự xóa. Đây là cái lệnh này. Đấy, được chưa? Đấy, tự xóa. Như vậy đây là cái đoạn mà chương trình mà ta điều khiển cái viên đạn. Vì thầy lập trình cho bạn xem thử nhé, đây này, chạy thử các bạn xem nhé, đây này. Đấy. Bắn nhanh chưa? Bắn thật nhanh nhé. Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình là gì? Là nếu mà virus mà gặp với đạn thì tự động chết. Thầy ơi. Ơi. Tôi đang bảo cái vaccine. Vaccine đây. Nhá. Sao con làm đúng của thầy? Con làm đúng. Có viên đạn cơ thầy ơi. Viên đạn đây. Viên đạn đây. Khoan. Viên đạn đoạn này rất quan trọng nhé. Cái đoạn này là cái đoạn này. Là trước khi... Thầy ơi. Ơi. Cái ID của thằng viên đạn cũng là chúng ta chú ý là cái ID này của viên đạn cũng là biến riêng nhá. Không phải biến chung đâu, biến riêng đấy. Nhé. Yeah. Thầy ơi. Thầy ơi. Có cái để bắn đạn đi thầy. Cái magic quen đi ạ. Cái này có gì đâu mà còn bắn đâu, nó có ảnh hưởng gì đâu mà, vẫn thế mà. Cái này không nhỉ. Nhé. Yeah. Vậy đây là đoạn trình mà là điều khiển viên đạn bắn ra thì đúng rồi này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái virus để lập trình là nếu virus mà gặp viên đạn thì chết.
đây chúng ta vào con virus nhé, đây này, đấy, và chúng ta sẽ đặt thêm một cái lệnh nữa là nếu mà gặp mà đây này, chúng ta vào lệnh này, điều khiển con ấy này, chúng ta vào con control nhé. Đây chúng ta vào lệnh này, đây này, đây này, chúng ta vào lệnh này nhé, đây là vào cái lệnh là forever này, đấy, và chúng ta vào cái lệnh là if, đây, if va chạm phải vào cái đạn thì chết, này, chúng ta vào cái lệnh là sensing, đây sensing, if touching cái gì, if touching vaccine, đấy, đây này, đây ra cho đang điều khiển cho con viên đạn nhé, với con virus nhé. Chúng ta vào vòng lặp vô hạn này, nếu phát sinh vaccine thì sao, thì tự xóa gì cơ, đây thì đây là cái đoạn chương trình mà là điều khiển vaccine, điều khiển cái virus, nếu mà trong quá trình mà di chuyển trên màn hình, nếu mà chạm phải vaccine, chạm phải cái vaccine thì tự động chết đấy, phải không? Từ đây chúng ta đã gần như hoàn thành rồi đấy, bây giờ thầy bật to kiểm tra cho các em thử xem nhé. Nào. Đấy. Bắn lên mỏi tay lắm đấy nhé. Ôi, bên này nhiều quá này. Bấm space đấy, đúng không? Rồi. Mệt quá. Bây giờ chúng ta sẽ làm lập trình là gì? Là lập trình cho nhân vật là bác sĩ nếu gặp, nếu va chạm. Đây vaccine đây. Vaccine đây này. Đấy, hơi dài nhiều một tí nhé. Không thấy cái viên đạn vaccine đó thầy. Viên đạn hay là vaccine? Thầy ơi, đây vaccine này, à, đây là viên đạn này. Thầy ơi, làm sao xóa được mấy cái màu trắng của lúc mà tải về cái ạ? Vào cái chỗ vào trang phục, sau đó thì có cái lệnh là tô màu đấy, thì tô màu trong suốt thì nó sẽ là thành là nó xóa trắng đấy. Có cái lệnh là tô màu trong suốt nhá. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình nốt cho bác sĩ là nếu mà gặp thì thua. Đây, bác sĩ đây nhé. Chúng ta sẽ vào cái lệnh này. Đây, chúng ta vào lệnh nữa cho yên tâm chỗ này nhé. Ở đây luôn được hay là động được, đây, ngay vậy cũng được nhé. Này, nếu mà touching mà virus thì stop. Để trước khi stop thì cho bác sĩ nó kêu được một tiếng là ối nhé, stop on. Bây giờ thầy vào đây âm thanh, cho thêm âm thanh để cho bác sĩ nhé, cho âm thanh ghi này, ối 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 đấy, thầy ghi về cho yên tâm nhé, cho đẹp nhé, ối 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 đấy, nhưng mà là tên đó là âm thanh, là tên là ối ối nhé, ối ối coi như là chết nhé. Đây thì ở chỗ này thầy trước khi ấy thì ta cho nó kêu một tiếng nó chết vào âm sang thành, dùng lệnh là play sound until done. Đấy. Như vậy là nếu mà bác sĩ mà chẳng may bị chạm phải con virus thì là thua, dừng chương trình luôn nhé. Nam bị chạy thử nào, phóng to lên nào, bắt đầu. Cho chết thử nhé. Ôi mệt quá, cho chết này. Chạm vào thì chết này. Vẫn chưa chết. Ôi. Đấy, thế là chết.
là như thầy là thua. đem xem cái lệnh của con COVID thầy. COVID virus đúng không? Virus hay là Dạ. gây ừ. Đây cô, đây là cái virus này. Đấy. Đấy thì chúng ta, nhưng mà chúng ta vừa mới hoàn thiện chương trình mà thầy chưa hoàn thiện hẳn đâu, nhưng mà tạm thời này là coi được một cái hoàn chỉnh, tương đối hoàn chỉnh rồi. Rồi chúng ta sẽ lưu lại vào bài ngày hôm nay. Thầy thầy khi em bắn vào con COVID thì nó lại không ẩn đi thầy. Nha, hôm nay là bài B41 là diệt virus nhé. Virus đấy mà chúng ta vừa thành một chương trình là tương đối hoàn chỉnh là diệt virus nhé. Và các bạn sẽ làm xong, các bạn sẽ đưa lên cái trang, bây thầy đưa luôn lên lên trang luôn cho các bạn copy sau nhé. Thầy vào cái trang Scratch ở đây, ở đâu đây này, lưu đây nhờ, giờ chỗ nào đó thì thầy tìm lại đây, Scratch của thầy đây rồi, Studio đây, ở chỗ sign in đây thì vào cái chỗ làm nhỉ, không phải vào đây mà à, không thầy phải vào đây chứ, thầy kia cái này chứ, diệt virus. Thầy đẩy từ load from your computer 4. Đây, bài hôm nay này nhất là bài bài B41 xin virus đây. Thầy ơi. Đây, 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 thêm tí. Thầy share đã nhé. Đây là bấm bấm space. Bắn đạn. Bắn đạn diệt virus. Rồi. Xong. Thế bây giờ thầy share rồi, bây giờ thầy sẽ vào lại chỗ này. Thầy vào My Stuff. Thì vào My Studio. Ở đây. Cái này thầy mới bro. Đây. Bấm vào đây. Đấy, đến đây rồi nhé, các bạn có thể vào xem nhé. Đấy. Là bây giờ các bạn xem mà có ai nào để ta cho xem nào. Ai thầy. Khi em bắn ra ra cái quả bóng như thì nó lại bắn vào COVID thì nó lại không bị ẩn như thầy ạ. Tức là viên đạn bắn vào đâu? Bắn vào virus à? Không ẩn đi à? Đây này, ở chỗ này này, tôi vào chỗ virus nhá. Đây này, chỗ này là chỗ làm là nếu virus mà gặp vaccine thì tự động xóa đây này. Chính là cái lệnh này này. Đấy. Thấy không? Thầy ơi, giờ em cái lệnh của vaccine. Xem cái gì? Cho em xem cái lệnh của vaccine. Vaccine đây. Viên đạn đây. Thầy vẫn thấy thầy. Thầy cho em chia sẻ màn hình đi thầy. Chia sẻ cái gì? Em muốn gì? Em chạm em quả bóng của em chạm vào virus thì nó lại không bị mất thầy. Kiểm tra lại cái thằng nào đây này, cái lệnh gì này, chỗ này này, virus này, chỗ này này, đây là cái chỗ mà lập trình mà nếu virus mà gặp gặp viên đạn, gặp vaccine thì sẽ tự động chết, thấy không?
sang cái lạng của viên đạn. Đây, viên đạn đây. Thấy không? Bạn thấy bài này khó không nào? Đây là mà cái phần mềm này là tương đối khó đúng không? Bài này có không thấy khó lắm thế ạ? Có khó không? Hơi khó lắm, khó lắm ạ. Khó lắm rồi. Khó lắm ấy thế. Cái trò của con đúng không ạ? Cái trò của con để xin nhập cái chỗ nhỏ quá thế ạ. Ừ, bài này khó đấy, bài này vào lại khó đấy nhá. Chị về nhà các bạn về xem lại cẩn thận từng từng câu từng lệnh một để hiểu hiểu từng phần một. Cái bài này dễ. Dễ à? Đối với ai đó thì dễ, đối với ai đó thì lại khó đấy. Anh thấy khác đó. Hồi nãy anh mới bị lỗi với cái phần cái bánh bé một lần đúng một lần chờ sửa rồi thầy. Cho em xem cái lệnh Martin World. Đây. Cái message của kia nó đơn giản lắm, không có gì đâu, nó chỉ là nó luôn gắn với bác sĩ và luôn hướng cùng bác sĩ thôi. Đúng không? Nó dễ. Nó đơn giản. Được chưa? Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé. Chúng ta các bạn về nhà các bạn làm bài này các bạn về nhà sẽ là cẩn thận nhé, xong nó đi làm sửa lại cẩn thận. Có thể chúng ta có thể thêm bớt chức năng cho nó hay một tí cho chúng ta đưa lên nhóm nhé. Thôi chúng ta nghỉ mà chúng ta nghỉ sớm ở đây nhé. Thầy ơi. Sao? Xin là thầy gửi video cho con nhé. Đưa cái gì? Video. Có, sẽ có video kèm theo nhé. Sẽ có video. Dạ. Thôi chúng ta nghỉ nhé. Dạ thầy. Hôm nay nghỉ sớm.